cưới. Thì em cũng giới thiệu đây là chị gái vui nó thi đại học. Rồi cái gì trúc quốc vậy ông? Bừng sáng nguyên cả một buổi trời. Xong rồi anh quay xuống lớp, anh cười thật là tươi. Xong rồi em cứ thấy lấp lánh chiếu 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 vô mắt vậy. Trời ơi, xong rồi em bảo chết rồi, trúng tim rồi. Chương trình Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.